Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm Digimon mà tôi vừa sở hữu được và rất là quen thuộc phải không các bạn? Đây là dòng Digivolving Spirit và Diecast Evolution, tức là mẫu sản phẩm này nó sẽ có chi tiết kim loại các bạn ạ. Và đây là mẫu sản phẩm thứ 6 của dòng. Nó có tên là Atlucaba Buterimon. Cái tên đọc khá là lèo lưỡi các bạn ạ. Và với cái dòng sản phẩm này, dòng sản phẩm thứ 6, nó đã được mang cái logo Bandai màu xanh như thế này. Các mẫu sản phẩm trước đều được đóng gói với cái logo là màu đỏ. Bandai màu đỏ đó các bạn, là thông thường. Và từ cái mẫu sản phẩm này, nó đã được đóng cái logo là Bandai xanh. Tức là đây là một dòng sản phẩm dành cho người lớn. Và mặt sau của chúng ta, nó sẽ chỉ ra những chỗ bằng đai cắt. Đây, như là cái phần này. Phần này là đai cắt. Và phần này là đai cắt. Rồi xong, và một chi tiết lia bạc nằm ở trên đây mà thôi. Và tôi sẽ chỉ như thế thôi các bạn nhé. Một lúc nữa đây, tôi cầm một sản phẩm và tôi sẽ không chỉ. Vì khi chỉ nó là chi tiết kim loại mà được sơn như thế này thì cũng khó phân biệt lắm các bạn ạ. Thôi thì chúng ta hãy nhìn ở đây thôi là được rồi. Và đây là cái dạng Atlucabuterimon. Và nó được chuyển thể từ cái con này ra. Đây các bạn, là con này. Con này được gọi là Tentomon. Từ dạng này qua dạng này các bạn nhé. Và nó cũng cho chúng ta biết mẫu sản phẩm tiếp theo của dòng, mẫu sản phẩm số 7 là Holy Angelmon. Nè các bạn, mẫu này khá là đẹp các bạn ạ. Tôi rất là trông chờ. Và dòng sản phẩm này dành cho độ tuổi 15 tuổi trở lên các bạn nhé. Như từ đây thì tôi cũng sẽ nói sơ qua về hai cái hình thái của cái con Digimon này. Trước tiên hết là Tentomon, là một dạng Digimon côn trùng có lớp vỏ rất cứng. Nó có một móng vuốt trên hai chân trước và bốn móng vuốt trên hai chân giữa và hai chân sau. Và đặc biệt là chân giữa của nó có thể cầm nắm một cách khéo léo như tay của con người. Tức là đây, hai cái chân giữa này của nó nè các bạn. Mặc dù là thể côn trùng nhưng khác với các Digimon khác, ngoài tinh thần chiến đấu, nó vẫn giữ được tình cảm thân thiện tự nhiên của nó và thể hiện cách sống vô tư bằng những hành động như là ngửi mùi hoa và ngủ trong bóng râm của một cây cao to. Đây là thông tin về cái con Tentomon mà tôi tìm hiểu được. Và nhân tiện đây thì tôi cũng sẽ nói luôn các bạn nhé. Nói luôn về cái con Atlucabuterimon. Nó được phát hiện trong khu vực nhiệt đới của vùng Nep, có kích thước khá lớn so với các loại côn trùng Digimon khác. Ngoại trừ bản năng sinh tồn hoang dã, nó còn bảo vệ kẻ yếu và đôi khi nó có hành động như là một hiệp sĩ. Rồi, ngắn gọn chỉ là như thế thôi. Và tôi quên nói với các bạn về giá cả của nó. Giá Bandai niêm yết là 6.030 yên, tầm khoảng 1.400.000 đó các bạn. Đó là cái giá mà chúng ta mua thôi, còn tiền ship, tiền thuế má này nọ các kiểu nữa. Rồi, không dâu dài nữa, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mẫu sản phẩm đồ chơi của chúng ta các bạn nhé. Cảm giác cầm trên tay khá là nặng vì có chi tiết đai cắt kim loại mà. Và tôi đã chỉ ra rồi, bây giờ tôi sẽ không chỉ lại các bạn nhé. Và bên cạnh đó, nó sẽ tặng kèm cho chúng ta thêm một cái đế như thế này. Để làm gì các bạn biết không? Vì ở cái dạng này, tuy là đứng được như thế này, nhưng chi tiết kim loại nhiều, nó khá nặng cho nên nó sẽ dễ bị ngã. Do đó Bandai tặng kèm cho chúng ta thêm một cái bay để chống vào như thế này, cho nó đứng vững vàng hơn đó các bạn ạ. Đây, như thế thì sẽ chắc chắn hơn. Khi mà tôi cầm thì nó rất là chắc chắn, rất là cứng cáp, nhưng vẫn có một cái cảm giác không thích. Đó chính là cái phần sau lưng của nó. Những cái vòng tròn này nè các bạn, nó không giữ được cái vị trí cố định của nó, mà nó dễ bị xoay qua xoay lại như thế này, tạo một cảm giác không được thoải mái trên cái tay của tôi. Thì chỉ có cái cảm giác như vậy thôi. Còn về cái món sản phẩm này thì quá là ok rồi. Thôi, không dâu dài nữa, bây giờ tôi sẽ chuyển thể nó các bạn nhé. Nếu như đúng hơn thì chúng ta sẽ để ở cái dạng Tentomon, ở cái cấp Rocky các bạn ạ. Và chúng ta sẽ chuyển thành Atlucabuterimon, cái cấp Ultimate. Nhưng thôi, chúng ta cứ làm theo Bandai đi, chúng ta sẽ chuyển thể ngược lại các bạn nhé. Không sao cả. Trước tiên hết là ta sẽ mở cái phần này lên. Và chúng ta xếp cái này lại các bạn nhé.
và cẩn thận nhé. Chi tiết kim loại đây cả chỗ này và đã được sơn màu lên. Chúng ta thao tác mạnh quá nó dễ bị bong chóc chày. Cẩn thận lưu ý một chút và xếp gọn nó lại. Như thế là ok rồi. Và tiếp đến là ta sẽ nắm nguyên một cái phần đầu này nè các bạn. Nắm và kéo xuống như vậy. Kéo xuống và để ở cái vị trí như vậy là ok. Tiếp đến là ta sẽ xử lý tới cái phần này. Chúng ta sẽ bung lên như vậy. Và cái phần tay này nè các bạn, chúng ta sẽ xếp gọn lại các bạn nhé. Đấy, gọn lại như thế này. Và tương tự bên đây cũng vậy thôi. Cái phần tay ta sẽ bẻ nó gọn lại. Bây giờ xử lý tới cái phần chân này các bạn nhé. Dang lên và bẻ gập vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ xoay và để lên đây. Và các bạn để ý nè, những cái chỗ này nè, ta sẽ xếp nó lại nhé. Xếp lại, xếp lại. Và để gọn vào. Như thế là đúng vị trí rồi. Thì tương tự thôi, cái chân bên đây cũng vậy. Chúng ta bẻ lên, xoay. Và chỗ này chúng ta xếp lại. Xếp lại, xếp lại. Và để canh đúng vị trí của nó mà thôi các bạn à. Là ổn. Và tiếp tục, ta sẽ xoay cái phần này lên đây. Bên đây cũng vậy. Rồi, nó đã gói gọn như thế này rồi. Tiếp tục là cái phần này. Cái phần cánh cứng của nó nè các bạn. Chúng ta sẽ xoay, xoay vòng như thế này. Và đậy lại. Như thế là chi tiết của cái dàn này đã được che lại rồi đó các bạn à. Khi chúng ta đã bung cái cánh từ ở bên đây nè các bạn, bung cái cánh từ bên đây và xoay qua bên đây, thì chúng ta đã để lộ ra các chi tiết của con Tentomon là chỗ này đây. Bây giờ chúng ta sẽ xoay như thế này. Và rồi chúng ta sẽ mở cái đầu nó lên như thế này. Và xoay hai cái cọng râu này lên để giải phóng mặt bằng để mà chúng ta dễ thao tác đó các bạn. Tiếp đến là chúng ta sẽ mở cái này ra. Mở cái này ra. Và chân nó hạ xuống. Và chân nó hạ xuống. Chúng ta sẽ bung cái phần này ra. Hạ cái tay này xuống. Và rồi, như thế là xong. À chưa, chưa xong các bạn à. Chúng ta còn phải xử lý ở bên đây nữa. Đây, chỗ này. À, tôi đã có một cái thao tác sai lầm đó các bạn. Đáng lý ra, chúng ta chưa có vội gặp lại mà chúng ta phải mở ra như vậy để chúng ta xoay các bạn à. Các vòng tròn này nè các bạn, thì ở cái dạng Alucabuterimon nó sẽ không có màu, nó chỉ là một màu thống nhất như thế thôi. Nhưng khi ở cái dạng Tentomon thì nó sẽ là những cái miếng gai nhô lên. Và cái cách Bandai giải quyết cho chúng ta là như thế này. Chúng ta chỉ cần lật cái mặt thôi. Lật từ mặt ngoài ra mặt trong thì chúng ta sẽ thành những cái vòng tròn như thế này. Tương tự. Tương tự. Lật ra. Và lật ra. Rồi, như thế là ok rồi. Nhưng mà các bạn thấy đó, những cái vòng tròn này Bandai thiết kế rất là hay. Chỉ cần chúng ta đổi mặt cho nhau là nó đã ra những cái mảng màu khác. Nhưng nó không có cái khớp để giữ lại các bạn ạ. Nó dễ dàng bị mất vị trí đi. Nếu như Bandai thiết kế thêm một cái khớp để giữ cố định lại thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều các bạn ạ. Và sau khi chúng ta đã xoay xong rồi thì chúng ta mới gấp lại như thế này để nó giấu lại những cái phần chi tiết kia. Đấy các bạn thấy không? Nó đã khác biệt rồi. Và như vậy là cái mẫu Tentomon của chúng ta đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bên cạnh đó thì cái mẫu của chúng ta có thể bung cánh ra nữa. Bung cánh ra như thế này. Nó như là một con bọ cánh cứng đó các bạn. Bay vèo vèo vèo. À, thì các bạn thấy cái ngoại hình của nó là một con bọ. Nếu như những người sợ côn trùng thì nhìn những cái mẫu này sẽ rất là e dè. Sẽ thấy nó không có một chút gì gọi là dễ thương cả. Và có phần gớm ghiếc nữa các bạn à. Và chính vì cái ngoại hình không thiện cảm, cả hai cái ngoại hình luôn lại đều là mang cái hình dáng là côn trùng, cho nên tôi nghĩ rằng sẽ rất ít người thích nó. Thì tôi mua là chủ yếu là cho nó đủ bộ thôi. Nhưng khi cầm trên tay rồi thì nó cũng khá là hay. Cảm giác khi cầm trên tay nó cứng cáp này nọ các kiểu cũng rất là ok.
nó đứng sẽ không vững. Ở cái dạng này chắc chắn đứng không vững rồi. Do đó Bandai cho kèm cho chúng ta thêm một cái bay. À không phải là cái bay, mà cho chúng ta thêm một cái chi tiết đó các bạn. Như cái này là để ở cái dạng kia. Và bây giờ ta sẽ tháo cái thanh này ra, và chúng ta sẽ để cái thanh này lên, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái con này ở cái dạng này, sẽ giúp cho cái mẫu sản phẩm chúng ta đứng vững hơn. Đây các bạn, để chính xác là như thế này. Và bây giờ là nhận xét cá nhân của tôi về màu sản phẩm này. Trước tiên hết là màu sắc của nó. Màu sắc của nó rõ ràng là không bắt mắt khi nó đi với cái tông màu này. Nhưng thôi, đó là cái thiết kế trong anime, trong phim của nó rồi, thì chúng ta chịu, không bắt mắt thôi các bạn. Nhưng nó vẫn được Bandai thể hiện rất là đẹp các bạn nhé. Về cái hình dáng của nó, hình dáng của nó cả hai dạng đều đẹp đó các bạn ạ. Nhưng do nó mang hình dáng là côn trùng, mà đa số mọi người thì không thích côn trùng cho lắm, cho nên trong một cái tiềm thức gì đó thì mọi người sẽ không thích cái mẫu sản phẩm này. Và cá nhân của tôi thì tôi cũng lúc đầu tôi cũng không thích đâu, nhưng khi cầm trên tay thì tôi thấy rất là ok các bạn ạ. Thôi thì chúng ta nên mở rộng ra, mở rộng tấm lòng của mình ra hơn, để nhìn nó với một cái đánh giá khách quan nhất có thể. Chứ đừng vì nhìn thấy nó là côn trùng và cái màu sắc như thế mà chúng ta cho rằng nó xấu các bạn nhé. Thật là tội nghiệp nó. Còn về cách trên của nó thì các bạn thấy rõ ràng rằng mặc dù cách trên của nó không được hay xuất sắc, không được 10 điểm tuyệt đối, nhưng cũng không phải là tệ các bạn nhé. Cũng không phải là một điểm đâu, mà nó nằm ở lưng lửng là 5 điểm. Tôi cho là như thế, đánh giá cá nhân của tôi là như thế. Cách trên của nó không xuất sắc nhưng cũng không dở tệ. Nó có một cái ưu điểm như thế này, đó là khi nó chuyển từ dạng này qua dạng kia, nó sẽ không có lòi chi tiết của cái dạng còn lại. Như một số mẫu khác thì các bạn thấy khi chúng ta chuyển dạng ra thì chúng ta nhìn đằng sau nó sẽ bị lòi ra một vài chi tiết các bạn ạ. Nó sẽ bị lòi ra chi tiết thừa của cái dạng kia đó các bạn. Thì nó mất thẩm mỹ khi chúng ta nhìn từ đằng sau. Nhưng ở mẫu sản phẩm này thì chúng ta nhìn trước nhìn sau gì thì nó cũng không có lòi lộ liễu các bạn. Thì đó là cái ưu điểm của cái thiết kế này. Chi tiết die cast cũng khá là nhiều, cầm trên tay khá là nặng. Và đó là những điều cảm nhận của tôi về mẫu sản phẩm này. Còn riêng các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.